dắt mèo cân 70 triệu đi tiêm bị hành xử bất lịch sự. Harry Won tức tối về up status giằng mặt. Nữ ca sĩ vô cùng điên tiết khi chứng kiến người khác trêu cười con mình lúc đang đau đớn. Vợ chồng Trấn Thành Harry Won rất yêu mèo và coi chúng như con. Chú mèo 3.000 đô được đặt tên là Xì, tương tự nickname Xìn của nam MC. Ngoài công việc, cả hai thường chia sẻ những mẫu chuyện clip về cặp mèo cưng. Vì Harry Won, Trấn Thành đều bận rộn, nhiều lúc không có thời gian dành cho nhau, nên mèo cưng trở thành người bạn thân thiết với họ khi về tới nhà. Mới đây, Harry Won tiếp tục cập nhật về mèo cưng. Tuy nhiên, cô viết với giọng rất bực bội, tức tối. Nguyên nhân là bởi lúc đưa Xì đi tiêm chích, thấy con đang đau mà cứ bị người lạ chụp hình quay clip rồi cười, vô cùng xót xa. Harry Won thương xót mèo cưng bị bệnh và tức giận với thái độ của người làm phiền con mình. Dắt Xì đi thú y, Xì bị chích nên nó đau, mấy ngày nay nó cứ sổ mũi hoài, mình đang xót muốn chết. Mà một người nào đó không biết là ai luôn chụp hình Xì bị chích và cười mà cứ quay chụp gì hoài. Một hai lần thôi mình cũng im cho qua, đằng này thì, ủa cái gì vậy, con mình đang đau mà, nó đang yếu mà. Nếu con các bạn đi bệnh viện bị đau mà ai đó chụp vậy có vui không, quá xót cho con mình, mau khỏe đi con nhé. Tú Vi cảm thông Trấn Thành vào hỏi thăm bà xã. Kỳ cục vậy à, chị có nói họ ngưng chụp không, kỳ quá. Bậy quá bậy, sao kỳ vậy ta. Mèo Xì rất tình cảm, quấn người nên Trấn Thành Harry Won hết sức cưng chiều. Ngoài ra họ còn nuôi một chú mèo, vằn khác dễ thương không kém. Trấn Thành mở vali chuẩn bị xếp đồ đi công tác, liền bị hai con níu lại quyến luyến không muốn rời xa. Harry Won thường xuyên khoe ảnh mèo cưng trên mạng xã hội.